Ngày xưa, có hai anh em tên là Hansel và Gretel. Mẹ của chúng qua đời khi chúng còn nhỏ. Chúng sống cùng cha của mình trong một túp lều nhỏ ở trong rừng. Cha của chúng kiếm sống bằng nghề đốn củi và cùng lúc chăm sóc cho hai đứa con nhỏ của mình. Sau nhiều năm làm việc trong rừng và cùng lúc chăm sóc cho hai đứa con nhỏ, ông quyết định kết hôn lại. Vợ của người đốn củi sinh ra trong một gia đình giàu có, cô ta ghét khi thấy họ nghèo và sống tận sâu trong rừng. Cô ta cũng chẳng thích con của chồng mình chút nào. Vào một đêm mùa đông giá lạnh, khi chuẩn bị đến giờ đi ngủ, Hansel và Gretel nghe thấy dì ghẻ nói với cha của mình: "Làm sao qua được mùa đông này đây? Chúng ta không có đủ đồ ăn. Nếu không bỏ bọn trẻ đi, tất cả chúng ta sẽ chết đói." Người cha phản đối một cách giận dữ: "Không phải tranh cãi. Tôi đã quyết định, ngày mai ta sẽ đem chúng vào rừng và bỏ chúng lại đó." Nghe vậy, Reto bắt đầu khóc. Anh trai Hansel của cô bé dỗ dành cô bé: "Đừng lo Reto, chúng ta sẽ tìm được đường về nhà." Đêm đó, Hansel trốn ra ngoài và nhặt nhiều sỏi nhất có thể và chứa vào túi. Sáng hôm sau, tất cả họ bắt đầu đi bộ vào rừng. Cha chúng nói với cả gia đình cùng đi dạo vào rừng. Trong khi đang đi, không ai để ý, Hansel thả từng viên sỏi để đánh dấu đường về. Chiều hôm đó, người cha và mụ dì ghẻ đốt một đám lửa lên và nói họ sẽ sớm trở lại. Sau đó, họ bỏ đi và biến mất vào khu rừng. Tất nhiên, họ không trở lại nữa. Khi màn đêm buông xuống, những tiếng động kinh hoàng của thú hoang trong rừng bắt đầu vang dội xung quanh hai đứa trẻ. Run sợ vì những tiếng kinh hoàng của bầy sói hoang, Hansel và Gretel không dám đi khỏi đám lửa cho đến khi mặt trăng xuất hiện. Sau đó chúng bắt đầu đi bộ theo những viên sỏi sáng lên dưới ánh trăng và đi bộ về nhà. "Tuyệt quá Hansel, anh thật là thông minh." Khi thấy hai đứa trẻ về nhà, người cha quá đỗi vui mừng và cũng quá ngạc nhiên. Người mẹ kế cũng tỏ ra vui mừng, nhưng sâu trong tâm trí, mụ ta vẫn giữ nguyên quyết định đó. Mụ ta rất khó chịu khi thấy hai đứa trẻ quay về. 3 ngày sau, người mẹ kế lại cố gắng tống khứ bọn trẻ đi. Lần này, mụ khóa cửa phòng của Hansel và Gretel vào lúc nửa đêm và mụ không để Hansel đi nhặt sỏi nữa. Nhưng Hansel là cậu bé thông minh. Khi trời sáng họ đi vào rừng, cậu bé lần này thả vụn bánh mì mà cậu đã cho vào túi mình đêm trước đó. Và cậu lại tạo đánh dấu được đường về nhà. Giữa trưa, người cha và người mẹ kế lại đưa ra lý do để bỏ đi, để chúng ở lại trong rừng. Khi biết cha và mẹ kế của mình không trở lại, Hansel và Gretel quyết định đi về nhà trước khi trời tối. Nhưng lần này, chúng không thể tìm thấy đường về nhà, bởi vì tất cả vùng bánh mì đã bị lũ chim ăn hết. Gretel bắt đầu khóc. Lần đầu tiên Hansel cảm thấy bất lực vì không làm được gì. Lần này bọn trẻ thực sự bị lạc. Không có đồ ăn và sợ chết, chúng lang thang trong rừng suốt 3 ngày liền. Vào ngày thứ 3, chúng thấy một chú chim trắng như tuyết. Chú chim hót những bài hát với tiếng hót rất hay cho hai đứa trẻ. Chúng quên cả đói và bắt đầu đi theo chú chim. Chú chim đưa chúng tới trước một ngôi nhà trông rất kỳ quặc. Tường của ngôi nhà này được làm bằng bánh mì, mái nhà làm bằng bánh kem và cửa sổ bằng kẹo.
cả ngôi nhà được phủ bằng kem ở bên ngoài. Hansel và Gretel không thể tin vào mắt mình. Ngôi nhà trông ngon mắt đến kinh ngạc. Hai anh em quên cả mệt mỏi và bắt đầu chạy tới ngôi nhà. Cả hai vừa mới cắn một miếng của ngôi nhà thì chúng nghe thấy một tiếng nói từ bên trong nhà. Ai lại cắn nhà của ta nữa đây? Hai đứa trẻ nhìn quanh và chúng thấy một bà già bé xíu và đáng yêu ở cửa ra vào. Khi chúng kể cho bà nghe về chuyện xảy ra với chúng, bà thấy thương hai đứa trẻ và cho chúng vào nhà. Bên trong ngôi nhà hoàn toàn khác với bên ngoài. Nó tối, đáng sợ và có gì đó không ổn. Vì quá mệt và đói, hai đứa trẻ chẳng còn quan tâm gì nữa. Bà già mang ra đủ loại thức ăn và món tráng miệng cho hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ được ăn những món mà chúng chưa từng được ăn trước đây. Đêm đó, chúng được ngủ trên chiếc giường êm nhất mà chúng chưa từng được thấy. Sáng hôm sau, khi chúng tỉnh dậy thì không thấy bà già đâu cả. Chúng bắt đầu nhìn xung quanh. Phía cuối hành lang, chúng thấy một chiếc cửa nhỏ. Khi mở cửa, chúng thấy rất nhiều hòm đựng đầy vàng và của cải quý phía trong. Tất nhiên chúng rất kinh ngạc. Hansel muốn đi vào để nhìn kỹ hơn. Ngay lúc đó, chúng nghe thấy tiếng của bà già. Chúng mày nghĩ mình đang làm cái gì vậy? Hai đứa trẻ quay lại, chúng đối mặt với mụ phù thủy đang đứng trước mặt chúng. Bà già hóa ra là mụ phù thủy đã đưa bọn trẻ tới nơi ẩn trú của mình, là một ngôi nhà được làm bằng bánh kem và kẹo ngọt. Bọn trẻ tìm cách để bỏ chạy nhưng cửa đã bị khóa. Mụ phù thủy túm tóc của Hansel để kéo cậu bé vào nhà và nhốt cậu bé vào chiếc lồng. Rồi mụ lôi Gretel vào bếp. Anh trai mày gầy trơ xương, nấu món gì cho nó ăn để béo lên đi. Khi nó béo lên, nó sẽ là bữa ăn ngon lành cho ta. Cấm ngươi không được ăn gì, tất cả đồ ăn là cho nó ăn, nghe chưa? Không có cách nào khác, Gretel làm những gì mụ ta bắt cô bé làm. May mắn Hansel là cậu bé nhanh nhẹn và thông minh. Cậu quyết định đánh lừa mụ phù thủy độc ác. Hằng đêm, khi mụ phù thủy ngủ say, cậu đào một cái hố trên mặt đất bên trong chiếc lồng. Mụ phù thủy kiểm tra Hansel mỗi buổi sáng để xem cậu bé có tăng cân hay không. Hansel không ăn những gì em gái nấu. Thay vào đó, cậu chôn chúng ở cái hố mà cậu đào. Mụ phù thủy lại càng bắt Gretel nấu nhiều hơn. Việc đó cứ tiếp diễn cho đến một ngày mụ phù thủy không chờ đợi hơn nữa. Mập lên đồ còi, ta không quan tâm nữa. Hôm nay ta sẽ làm bánh Hansel. Mụ ta quay về hướng Gretel. Kiểm tra lò nướng xem bột nướng đã đủ chưa. Dù rất sợ nhưng Gretel cũng thông minh như anh trai mình. Cô biết mụ phù thủy sẽ đẩy cô vào lò nướng. Cháu không thể chui vào để kiểm tra bột. Gretel than thở. Mụ phù thủy kéo cô bé ra và chui đầu mình vào bên trong. Gretel dùng hết sức lực để đẩy mụ phù thủy vào trong lò nướng và đóng cửa lò nướng lại. Gretel biết nơi mụ phù thủy giấu chìa khóa. Cô bé chạy lấy chìa khóa và mở cái lồng thả Hansel ra. Ngọn lửa trong lò nướng bánh bao trùm cả ngôi nhà. Hansel và Gretel chạy khỏi ngôi nhà đang bùng cháy vào rừng, nhưng chúng không biết phải đi đâu. Một lúc sau, chúng chạy tới trước một con sông. Một chú thiên nga lớn đã đưa anh em sang phía bên kia của bờ sông. Bọn trẻ nhìn quanh và bỗng nhiên nhận ra chỗ mình đang đứng. Chúng chạy thật nhanh về nhà. Thấy con mình, người cha quá đỗi vui mừng.
Người cha nói trong nước mắt, giải thích với chúng rằng người mẹ kế đã bỏ về nhà ngay sau khi bỏ hai đứa trẻ lại trong rừng. Và ông thấy có lỗi vì những gì mình đã làm. Và ông đã cố tìm kiếm bọn trẻ khắp nơi, nhưng đều không thấy con của mình ở đâu cả. Bọn trẻ vì quá yêu quý cha của mình nên đã tha thứ cho cha mình. Và chúng có một ngạc nhiên khác cho cha của mình. Chúng đã chứa đầy túi mình với vàng và kim cương chúng thấy ở nhà của một phù thủy. Cha chúng không thể tin nổi vào mắt mình. Tất cả những rắc rối của gia đình đã được giải quyết. Và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau. Thợ đóng giày và người tí hon. Ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi của những người tí hon, có ba người tí hon đã sẵn sàng trở thành các vị tiên tốt. Và họ bước vào hành trình đến thế giới loài người. Nhiệm vụ đang chờ chúng ta, đi nào. Mình thật háo hức quá, cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ thấy thế giới con người. Mình mong là mỗi con người đều được hạnh phúc. Nếu chúng ta giúp đỡ con người và làm cho họ hạnh phúc, thì chúng ta cũng sẽ trở thành những vị tiên tốt. Trong một ngôi nhà cũ, có vợ chồng ông bà lão. Ông lão kiếm sống bằng nghề đóng giày ở xưởng trong nhà mình. Và ông thỉnh thoảng sửa giày cũ. Người thợ giày mua da mới để đóng giày mới bằng số tiền ông kiếm được. Một ngày kia, ông đi mua một miếng da từ chỗ tiền mà ông kiếm được. Rồi ông trở về nhà. Miếng da ông mới mua chỉ đủ để đóng một đôi giày. Ông để miếng da ở trên bàn, rồi đóng cửa rời khỏi phòng và đi về phòng ngủ. Và buổi sáng, người thợ đóng giày thức giấc. Ngồi trên giường, ông vươn thẳng người lên. Ông suy nghĩ về kiểu giày mà ông chuẩn bị làm. Và như những buổi sáng khác, ông dùng bữa sáng mà bà vợ đã chuẩn bị cho ông. Cảm ơn bà rất nhiều nha bà. Tôi phải đi làm việc đây. Hôm nay tôi phải đóng một đôi giày thật đẹp mới được. Tối hôm qua ông đóng giày rồi mà. Ông có đủ da để đóng đôi giày khác không? Ông lão rất ngạc nhiên. Bởi vì ông chưa hề làm đôi giày nào trước khi ông đi ngủ tối hôm qua. Vậy nên ông nhanh chân chạy vào xưởng và vợ ông theo sau. Khi ông mở cửa ra, ông đã thấy gì thế này? Miếng da ông để trên bàn từ tối hôm qua đã biến thành một đôi giày tuyệt đẹp. Mắt của người thợ đóng giày như muốn rớt ra. Trời ơi, mình làm đôi giày này hồi nào vậy mà sao mình không nhớ? Chắc là mình già thật rồi. Đôi giày rất đẹp nên người thợ đóng giày nhanh chóng đặt trước cửa sổ và chờ người ta đến mua hàng. Không lâu sau đó, một vị khách trông khá giàu có nhìn thấy đôi giày chỗ cửa sổ và bước đến. Chào ông, tôi muốn mua đôi giày ở trước cửa sổ. Giá bao nhiêu cũng được. Đây là đôi giày đẹp nhất mà trước giờ tôi từng nhìn thấy. Ông lão rất vui khi bán đôi giày. Và ông ta cũng không đòi hỏi gì về giá cả của đôi giày. Lần này, người thợ giày đi mua da cho hai đôi giày. Rồi ông lại đặt da trên mặt bàn. Và trước khi rời khỏi phòng, ông nhìn quanh và xem lại miếng da, rồi mới đi ngủ. Ngay khi thức giấc, ông chạy thẳng đến xưởng làm việc. Lần này lại có hai đôi giày tuyệt đẹp đặt trên bàn. Người thợ đóng giày lại rất vui. Ông bày các đôi giày phía trước cửa sổ. Hôm đó, ông bán được cả hai đôi giày với giá rất cao. Rồi ông lại đi mua thêm da đóng giày. Tất nhiên trong lúc đó, ông tự hỏi là ai đã làm những đôi giày xinh xắn đó.
Ông để miếng da trên bàn và đi về phòng. Vào buổi sáng, ông có một đống giày trên bàn. Người thợ giày bán từng đôi một trong ngày hôm đó. Trong một thời gian rất dài sau đó, ông lão có thể kiếm sống bằng số tiền bán giày. Với một ít tiền có được, ông tiếp tục mua da. Nhưng người thợ đóng giày cũng rất tò mò về việc ai và làm thế nào mà đóng giày được. Cuối cùng, vào một đêm nọ, ông quyết định nấp trong cái tủ ở trong xưởng và quyết tâm tìm ra người đã đóng giày. Đêm nay nhất định mình sẽ gặp cho bằng được người đóng giày đó. Khi đến nửa đêm thì cửa sổ ở xưởng mở ra và những người tí hon bước vào. Một người tí hon vô tình đụng vào bình hoa, nghe tiếng động. Ông lão bước ra khỏi chỗ núp. Cẩn thận chứ, không lại đánh thức người ta dậy mất. Khi ông lão đẩy cánh cửa ra và len lén nhìn vào, ông không tin vào mắt của mình nữa. Ông dụi mắt, nhìn lại và ông thấy gì đây? Ba người tí hon ở trên bàn. Họ đang vừa làm việc, vừa nhảy múa. Một người thì cắt da, một người may, và người còn lại thì dán keo vào. Sau đó, họ cột dây và đánh bóng giày. Những người tí hon làm việc rất nhanh, nên chỉ trong chớp mắt đã có vô số các đôi giày trên kệ. Tất cả đều đẹp quá. Nhanh nào, hãy rời khỏi đây trước khi có ai đó thức dậy. Những người tí hon rời khỏi đó như khi họ đến, nhảy múa vui vẻ và cười đùa. Người thợ giày bước ra khỏi chỗ núp. Ông chạy đến chỗ bà vợ và kể cho bà nghe chuyện đã xảy ra. Tất nhiên là bà không tin lời ông kể. Nhưng khi bà thấy vô số đôi giày ở trên kệ, bà biết rằng chồng bà không thể làm nổi tất cả chúng chỉ trong một đêm. Họ muốn cảm ơn những người tí hon về những gì họ đã làm. Ngày hôm sau, bà vợ người thợ giày chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Vào nửa đêm, khi những người tí hon đến chỗ xưởng, họ thấy bữa ăn thịnh soạn trên bàn. Nhìn chỗ thức ăn này, cậu có nghĩ là họ làm cho chúng ta hay không? Tất nhiên là cho chúng ta rồi, đồ ngốc ạ. Nên họ mới mang đến giờ này chứ. Mình nghĩ là đã hoàn thành nhiệm vụ ở ngôi nhà này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua chỗ nhà khác đang cần chúng ta giúp đỡ. Hai vợ chồng người thợ giày thức giấc và bước vào xưởng. Thay vì nhìn thấy thức ăn mà họ để lại, thì họ thấy rất nhiều đôi giày sáng bóng. Sau hôm đó thì những người tí hon không bao giờ quay trở lại nữa. Vợ chồng ông lão đánh giày đã có đủ tiền cho suốt phần đời còn lại. Ông thợ giày nghĩ rằng sau nhiều năm làm việc thì đây là thành quả của ông. Đó là lý do tại sao ông không bao giờ ngưng làm việc. Và mỗi khi nghĩ về người tí hon, ông luôn cảm thấy trân trọng và biết ơn họ.